Hello tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video để hướng dẫn cách cài hệ điều hành Windows 23H2 bản cập nhật mới nhất của Microsoft cho các bạn nào mà chưa biết cách cài. Như video trước thì mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách cài cái phần mềm Windows ISO file ISO Windows 23H2 của bản cập nhật mới Windows 11, hướng dẫn đầy đủ cách tải về máy rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là chỉ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cách cài cài đặt cái bản Windows 11 23H2. Bây giờ các bạn chưa biết cài thì các bạn theo dõi video ha. Và như các bạn là làm sao để mình cài ha, có nhiều rất nhiều cách cài. Các bạn có thể xem những cái video trước là mình có tạo là boot, tạo USB boot Rufus, hoặc là tạo USB boot DLC 2022, hoặc là các bạn có thể tạo tất cả các cái một số cái phần mềm boot theo cái boot của các bạn, để làm sao các bạn boot vào giao diện Win Mini. Các bạn boot Win Mini, hoặc các bạn không cần boot Win Mini mà các bạn có thể cài trực tiếp. Cài trực tiếp trên máy tính của bạn, các bạn có thể là nâng lên từ bản Win 11 22, Win 11 22 H2 chẳng hạn thế. Hoặc là các bạn nâng lên từ Win 10 trực tiếp trên máy để cài bằng Win Tu HDD. Còn ở đây á, thì video này mình đề cập tới là mình cài trực tiếp bằng phần mềm Mini Boot đó. Đó là mình tạo USB boot rồi mình boot vào Mini mình cài ha, mình không 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 cài trực tiếp bằng Win Tu HDD hoặc là những phần mềm cài trực tiếp trên máy đang chạy ha. Những cái đó thì mình lúc đầu mình đã làm video rồi, thì bây giờ mình nói ngắn gọn lại rồi. Trước tiên thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn. Rồi bây giờ ở đây là mình vừa rồi là mình có tải cái chuột ISO Win 11 23H2 về về máy rồi ha. Giờ nó nằm trong UI này, mình chứa mình mở UI lên ha. Nhưng mà các bạn để mở lên giao diện như màn hình như thế này là các bạn phải làm những thao tác đầu ha. Một là các bạn bút USB mini, hai là các bạn có thể là dùng những phần mềm cài trực tiếp. Bây giờ miễn làm sao có cái file ISO này để các bạn cài ha. Rồi, các bạn mở file ISO này lên. Cài file ISO. Rồi, các bạn kích cái chuột này, các bạn kích cái chuột rồi kích cái chuột Win 11 23H2 ở Win 11 23H2 đây, kích vào đây, kích vào đây, các bạn mua ra ha, hay các bạn kích đôi lên ha, kích đôi lên, kích đôi lên, rồi để các bạn cài là các bạn phải kích vào cái file setup đây, setup, setup PE. Rồi nó hiện lên cái bảng này ha. Rồi, bây giờ mình ở đây mình hạ cái máy xuống để các bạn thấy ha. Rồi đó, rồi nó hiện lên cái bảng Windows Setup, bảng Windows Setup rồi trên cái này đó. Rồi ở đây cái mặc định ngôn ngữ này, ngôn ngữ cài đặt này là các bạn để cái mặc định nó là tiếng Anh nha, tiếng Anh Unix này. Rồi cái current format các bạn muốn để tiếng Anh Unix luôn. Rồi cái chế độ khi bôi này các bạn để OS này ha. Các bạn để mặc định này khi mà các bạn cài đặt rồi các bạn chỉnh chứa vào bên trong cũng được, nó không nhất thiết các bạn mặc định ở bên ngoài ha. Rồi các bạn chọn Next. Next nó giống như cái cách cài Win 11 hoặc Win 10 hoặc là Win 11 các bản trước nha các bạn. Cài tương tự thôi, nó không có khác gì cách cài đó. Rồi các bạn cài này, Next. Nhỏ intro này. Rồi cho ha. Rồi đó, sau khi chọn intro nó hiện lên cái bảng này đúng không các bạn. Đó, cái bảng này nè, lưu ý rồi nó hiện lên cái bảng này, các bạn là chọn vô Add-on Hover Product ha, chọn bỏ cái này ha, kích vào Add-on này. Rồi. Rồi nó chỉ hiện lên một cái bảng là Opera System, là để chọn tất cả các phiên bản cài đặt, là phiên bản Home, phiên bản Pro hoặc là các phiên bản theo sở thích của mình ha. Ở đây đó mục đích mình cài này là mình cài bản Pro ha, Windows Pro. Windows Home cũng có này các bạn, đây Windows Home này. Các bạn nào muốn cài Home thì chọn Home nha.
cài bản Pro rồi, chọn Pro ha, chọn Windows 11 Pro. Rồi, chọn Next. Rồi. Rồi. Các bạn tích chọn vào cái mục này nè ha. À, chọn vào đây. Tích chọn vào đây ha. Tích chọn vào cái mục cái đường này này, cái dấu móc này này. Chọn Next tiếp. Rồi. Các bạn chọn Custom để thay đổi cái ổ đĩa ha. Các bạn không cài đĩa lên ha. À, upgrade là cài đĩa lên, còn các bạn còn Custom thay đổi, có giờ các bạn xóa ổ đĩa hay là các bạn cài ổ đĩa khác, Custom. Rồi. Ở đây là mình sẽ cài lên trên cái disk 0. Mình sẽ cài lên trên cái phân vùng là disk 0 version 3 này. Cái bản cái phần disk 0 này là trước khi mình cài mình đã kiểm tra là cái này là để cài cái bản cũ rồi, bây giờ mình cài lại một cái bản khác ha. Đó, trên cái phân vùng này luôn. Còn disk 0 version 3. À, đây, cài lên đây. Mình chọn delete ha. Ok. Đồng ý này, xóa này, mình xóa đi, lát mình xóa đi, rồi các bạn chọn format ha, ok, format, rồi để các bạn chọn như vậy á, thì các bạn phải rồi các bạn sau khi các bạn xóa cái phần vùng các cái phần vùng rồi các bạn cái việc chọn nét là tự động nó cài đặt vào cái phần vùng mình xóa ha. Rồi. Rồi, các bạn chờ trong giờ lát ha, các bạn chờ cho nó chạy xong cái 100% đây, các bạn chờ chạy lên 100% này ha. Thì nó sẽ xong cái dòng thứ hai và nó sẽ intro hết cả ba dòng đây tới cái phần dòng cuối cùng là đánh dòng móc, dòng cuối cùng là đã hoàn thành cái một cài đặt ha. Rồi. Rồi, 72% rồi nha các bạn. Ở đây mình zoom lên cho các bạn thấy ha. Rồi ở đây là mình cho nó chạy trực tiếp luôn nha, mình không có lướt qua đó. Không có lướt qua phần này, mình cho nó chạy, mình các bạn cứ ngồi chờ xíu ha. Rồi. Tám mươi sáu phần trăm rồi ha. Tám mươi sáu phần trăm rồi các bạn. Nhưng mà tùy theo máy, có máy, một số cái máy cấu hình nó hơi yếu yếu thì nó chạy hơi lâu xíu, mà đặc biệt là những cái máy mà nó chạy bằng HDD, OHDD nha các bạn. OHDD thì nó chạy hơi lâu xíu. Mà cái máy này là mình cài trên cái OHDD đó chứ không phải mình chạy trên OHDD nha. Các bạn thấy nó lót setup vào nó hơi chậm hơn OHDD rất nhiều nha các bạn. Rồi. Cái thời gian chờ này mình cũng xin nói thêm cho các bạn biết cái quá trình mà các bạn cài hệ điều hành Windows 11 23 khai này á, là cái phiên bản của nó không, cũng không có thay đổi gì về cái phiên bản của 22H2 nha các bạn. 22H2 V1 V2 đó, chuyển qua là nó cập nhật cái bản mới cho mọi người thấy xem thứ là nó có những tính năng gì khác không. Còn mà cái việc cài là các bạn cài tương tự thôi, không có gì mà khác hết đó. Đó. Nên là khi mà mình làm cái video phần 1 á, là để mình download từ trang chủ á, tại vì trong thời gian này mình có nhiều cái
thì bận nên là mình không có làm video cài trực tiếp, nên mình rảnh thì mình mới làm cái video này ha. Rồi xong rồi các bạn ha, xong rồi nó restart lại máy đây, rồi cho nó restart lại, rồi ok. Ta lại khi ta nó hiện lên cái màn hình đeo Starting Survive thì tới mục này nó sẽ tự động nó sẽ cài đặt setup mấy cái file xong rồi bây giờ nó vào bên trong nó sẽ tiến hành cài mấy cái file này ra ha. Rồi 100 ha, nó nói chung là nó lót tới công đoạn này nó quay còn nhanh rồi các bạn. Rồi nó sau khi nó dần lên tới cái một chốt mô mình là cũng xếp xong rồi nha các bạn. Nó tóm lại là nếu mà các bạn cài trên ổ SSD thì nó chạy lót qua rất là nhanh, còn mà các bạn chạy trên nền tảng ổ cứng cơ thì nó chạy hơi chậm hơn ha, tại vì nó đập cơ, nó quay cơ, nó chạy chậm hơn cái ổ chạy bằng thể đánh ha. Thế, đó nhưng mà đa số bây giờ là các anh em nào chạy hệ điều hành Win Windows 11 bản cao bản bản mới thì đa số chạy trên SSD ha, chứ những cái ổ cũ HDD thì nó chạy chậm, các bạn không không nên nên cài trên này. Nếu mà các bạn có thể còn tận dụng cái máy cũ đó, hoặc là còn dùng ổ cứng HDD thì các bạn chấp nhận cài nó chậm hơn xíu. Bây giờ nó lên màn hình giao diện Win 11 rồi nha các bạn. Ok, nó lên tới đây rồi nè. Lên tới đây là nó yêu cầu mình là chọn cái mình để cái tới đây là mình chọn cái quốc gia nha, chọn Việt Nam đây. Các bạn chọn này. Các bạn di chuyển tuột xuống ha. Các bạn chọn Việt Nam cuối cùng nha các bạn. Lâu ha, kéo xuống cho nhanh ha. Rồi, làm bao nhiêu các bạn nè. Rồi các bạn chọn Z. Rồi chế độ bàn phím các bạn để mặc định OS luôn. Rồi ở đây là mình chọn ngôn ngữ tiếng Anh ha. Chọn dòng y chữ y ha, y lên unit. Rồi mình chọn đây ngôn ngữ tiếng Anh unit start đây ha, ngôn ngữ đây nha các bạn, nhớ này. Rồi next, rồi chọn as. Rồi nó hiện lên cái biểu tượng kết nối wifi ha. Thì ở đây là các bạn không kết nối wifi thì các bạn bỏ đi ha. Các bạn chọn này, chọn một bỏ đi, các bạn bỏ đi kết nối wifi ha. Đó. Bạn bỏ này. Thì bây giờ ở đây á, muốn các bạn bỏ thì chụp mà. Rồi nó hiện lên cái dấu cái nó Unem. Đây mình nhập cái tên nem lên rồi. Đây này ha. Một là các bạn bỏ skip. Các bạn có thể bỏ skip hay các bạn chọn nét cũng được ha. Rồi. Ở đây tới mục này là các bạn chọn vô cái mục là setup for work. Đó này, chọn cái này ha. Rồi.
Rồi tài khoản yêu cầu nhập tài khoản. Ở đây nó yêu cầu nhập tài khoản này. Đó. Thì các bạn có muốn nhập tài khoản không? Không muốn thì các bạn mình bỏ qua chế độ này. Rồi. Rồi. Bây giờ mình control đi. Rồi, các bạn nhập tên vào ha. Nhập tên PC vào. Enter your name PC. Next. Next tip. Các bạn không cần nhập password nha. Nếu các bạn nhập password vào thì khi khởi động vào nó đòi password ha. Rồi tới đây là các bạn chỉ việc là kích bỏ hết. Tất cả các bạn để nguyên cũng được. Không, cũng không là các bạn bỏ hết những cái chế độ này ha. Local đây. Rồi. Rồi yes. Rồi, tất cả luôn. Để khi nó khởi động vào nó khỏi bị đòi hỏi những cái chế độ mình bên trong ha. Rồi cắt hết bỏ hết. Rồi các bạn chọn apps. Rồi rồi nó giờ nó chết, nó update luôn, nó tự động nó kết nối wifi luôn. Tại vì ở đây wifi của mình không có đặt password nên tự kết nối luôn. Rồi rồi nó vào bên trong rồi nha các bạn. Rồi rồi nó rồi. Rồi à, nó sẽ khởi động vào bên trong giao diện Windows này. Rồi. Các bạn chờ tới cái mục này nên nó lót vào. Please ship your PC on the notebook. À, các bạn. Các bạn chờ không? Chờ nó kết nối vào PC nha. Các bạn đợi nha. Đợi để nó hoàn thành xong ha. Cái máy này khi mà nó gần xem rồi nó khởi động rất là chạy rất là mạnh nên là cái tiếng kêu nghe rất là mạnh nha các bạn. Đó cái tiếng kêu của cái máy PC mình này, tại vì máy bộ này đó. Rồi rồi xong rồi các bạn, sau khi cài xong rồi đó thì nó sẽ hiện lên cái giao diện Windows luôn nha các bạn. Nó hiện lên màn hình giao diện Windows. Nhưng đầu và nó tự động mình cái bắt buộc của mình ở đây là mình cửa hàng mình không có đặt bắt buộc nên là nó sau khi vào thẳng Windows rồi nó tự động kết nối tự động luôn. Các bạn kết nối tự động và nó có mạng luôn, nó tự update luôn các bạn. Coi nó tự update luôn nè. Các bạn thấy không, nó tự update nè. Update nên lên hiện lên màn hình đen lên là nó lên, xong vào nó thay đổi cái kích thước của màn hình lại này, nó rõ liền không, cái giao diện nó đẹp liền các bạn phải không. Đó có nghĩa là cái wifi mình không đăng nhập mà nó tự auto, nên là nó chỉ khi mà nó kết nối vào hệ điều hành nó tự update luôn, có cái gì nó update đó. Còn các bạn mà khi mà cài mà các bạn không có kết nối vào mạng trong lúc mà các bạn setup để vào hệ điều hành thì nó mình phải cắm mạng vào thì nó mới tổng mới nhận ha, mới nhận mấy cái biểu tượng này ha. Đó. Các bạn để ý này, khi các bạn không cắm mạng vào á, hoặc là lúc đầu chưa có những cái biểu tượng này nó màu trắng hết, nó không có hiện lên. Khi các bạn cắm mạng vào những cái biểu tượng này nó lên đầy đủ luôn. Đó, nó cập nhật trực tiếp online luôn nha các bạn. Rồi. Đó, đó là xong cái giao diện Windows 11 nha các bạn. Đó. Rồi. Rồi qua ngày vừa cập nhật đầy đủ luôn nha các bạn. Rồi. Đó, mình không cần cập nhật khi mà cắm mạng vào là đây. Mình coi mình vô này. Các bạn nên nhí là nó nhận cặp màn hình nha các bạn, nhận được đây đó.
nháy nó thay đổi cái giao diện màn hình là nó nhận được đây đó các bạn. Đây, bây giờ mình zoom lên cho nó cập nhật coi nhận này. Đó, wifi nó tự kết nối luôn các bạn, mình không có. Rồi giờ là từ ngày này là mình cài này ha. Đó, đúng luôn chính xác. Ngày 6 tháng 11. Rồi 9 giờ 11 AM rồi tôi cập nhật ngày giờ luôn. Rồi. Đó, là bây giờ nó giao diện Windows đã hoàn chỉnh rồi nè các bạn. Bây giờ mình khám phá bên trong thử, mình vào cái mục setting coi thứ nó có cập nhật cái gì bên trong không. Setting ha. À, setting đây. Coi thử Windows nó có cập nhật gì không. Nó có cái rồi. Đó các bạn thấy không? Rồi. Sau khi mở đây nó sau khi các bạn gõ nó hiện lên mấy cái thay đổi của nó app mode này ha. Đó. Rồi. Rồi các bạn bỏ đi. Đi ha. Rồi. Rồi các bạn là kích vô cái mục đây. Cái chế độ này nó sẽ hiện lên các bạn thay đổi này, mình có thể là chỉnh vào bên trong hay là gì đó tùy theo cái sở thích của mình ha. Đó, đây nó hiện lên cái Windows 11 có những tính năng này, thay đổi cái gì nó hiện lên trên này các bạn. Rồi đó, một tiếp là tiếp tiên rồi. Thì mình sẽ rồi đó các bạn thấy không, đó Windows nó tự cập nhật luôn các bạn, đó nó tự cập nhật rồi nè. Nếu các bạn mua mạng thì các bạn không thấy nó cập nhật thì các bạn kích vào cái biểu tượng này Windows Update nha các bạn, tự động nó cập nhật phiên bản lên, cập nhật drive lên nha các bạn. Rồi đây đó, phiên bản cập nhật drive lên rồi cứ thế mà rồi, thành. Đó. Cái network rồi nó nằm trong mấy cái tường này hết nha các bạn. Rồi mình vô cái mục Windows update nha ha. Mình update này xem nha. Rồi. Rồi. Mình vô cái mục advanced này ha. Rồi. Thì ở đây các bạn tìm khám phá bên trong của nó có những cái gì chưa có thì bây giờ mình chỉ bật lên hết đây thì mình tắt nha. Option này đó, drive rồi mình chọn vô cái mục này ha. Đó. Rồi quay lại rồi đâu rồi bây giờ các bạn thay đổi này đó, không bật lên update option rồi ngôn ngữ này. À, ngôn ngữ nói là các bạn có thể thay đổi này, nó tự hiện lên các bạn là UTC này cộng 707 này, bằng cấp Hà Nội Jakarta các bạn. Thì cái đây lúc đầu mình có mạng là tự động cập nhật này vô luôn ha. Rồi ngôn ngữ rồi đó, rồi mình vào đây nha. Windows Secure rồi đó. Virus reset ở đây, virus cái này mình tắt cái này là để đôi khi nó khỏi bị xung đột này các bạn. Các bạn muốn tắt là các bạn chọn vào đây các bạn tắt nha. Tại vì có nhiều tính năng nó giao diện nó khác thì mình phải vào đây để mình biết những cái tính năng nó như thế nào. Rồi đây các bạn muốn tắt là các bạn vào đây này, đây vào đây manager này, ốp hết nha các bạn, ốp hết lại nha các bạn. Ốp lại nha các bạn. Các bạn ốp lại này. Rồi là xong. Rồi các bạn tắt đi. Rồi bây giờ tới cái việc tiếp theo là mình sẽ kiểm tra coi thứ là nó chạy cái bản Windows thế nào ha. Từ từ. Mình lấy cái rồi xem thử coi. Các bạn rồi bây giờ mình chọn ở đây để mình lấy cái biểu tượng RAM ra ha.
tốt, nói thì chưa chắc tốt đâu em về. Đây là các bạn này mình những cái biểu tượng rất tốt này mình lấy ra nha các bạn. À, thì bây giờ đây là mình chỉ kiểm tra cái bảng cái bảng này là cái bảng gì ha các bạn. Rồi bây giờ ở đây là mình gõ mình coi thử là cái bảng này nè. Quát mình gõ từ WinWatch để nó hiện lên cái bản cập nhật đi đâu nữa không? Rồi đây 23H2 Pro. Đó, mình vào cái mục này là mình kiểm tra là cái bộ win này là 20. Đó, các bạn xem này ha. Mình zoom lên cho các bạn xem ha. Đó, mình cài đang cài cái bản là win 11 Pro 23H2. Đó. Sau khi mình vào cái mục system vào cái hệ thống của nó để mình kiểm tra cái phiên bản của nó này. Đó, các bạn. Đó. Rồi. Đó, rồi bây giờ mình cái video đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn xem video thấy có cái gì hay hữu ích thì các bạn ủng hộ kênh, đăng ký like cho mình một like nha. Rồi hẹn các bạn video tiếp theo. Video mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.